Tại buổi họp báo mới đây, diễn viên người Thái Lan Min Pejaya đã bật khóc, xin lỗi vì tham gia quảng cáo cho công ty The Icon Group đang bị điều tra lừa đảo. Công ty này kinh doanh sản phẩm lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm chức năng và bán các khóa học về cách bán hàng bảo vệ sức khỏe. Họ thuyết phục hội viên tuyển thành viên mới mua sản phẩm để đạt được doanh số mà công ty đặt ra, từ đó có thêm thu nhập. Để đạt được định mức, nhiều người vay tiền dốc vốn liếng đổ vào mua hàng, không ít người mất toàn bộ tài sản, phá sản. Người đẹp chia sẻ không giữ chức vụ ở The Icon Group mà chỉ là đại sứ truyền thông cho các mặt hàng. Cô đã chấm dứt hợp đồng với hãng, đồng thời nói lời xin lỗi vì vướng vào bê bối, không tìm hiểu kỹ trước khi ký hợp đồng với The Icon Group. Ngoài Min Pejaya, một số người nổi tiếng khác vướng vào vụ án, trong đó có diễn viên Parkon Chatpurirak. Trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên xin lỗi các nạn nhân, đồng thời cho biết chỉ từng chụp ảnh quảng cáo và tham gia sự kiện của hãng. Parkon Chatpurirak nói sẽ làm hết sức cung cấp mọi thông tin trong hợp đồng phục vụ điều tra của cảnh sát. Min Pejaya, 35 tuổi và Parkon Chatpurirak, 40 tuổi, đều là những nghệ sĩ có lượng fan đông. Min Pejaya từng đoạt giải tại Miss Teen Talent 2006, nổi tiếng với các phim thủ đoạn mưu mô, cặp đôi cay như ớt, sóng gió song sinh, theo đuổi tình yêu đến tận cùng thế giới, cô dâu nhập khẩu. Còn tài tử Parkon Chatpurirak có khoảng 10 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh từng đóng Đừng Hòng Cưới Anh, Bí Mật Hoa Hướng Dương, series Thần Mai Mối, Tình Yêu và Thù Hận